Đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với đội tuyển Hàn Quốc trên sân Suwon World Cup, TP Suwon, Hàn Quốc lúc 18 giờ 30 ngày 17 tháng 10. Đây là cuộc so tài sẽ khép lại loạt trận chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026 của thầy trò ông Philippe Chusier. Trong hai trận đấu lần lượt gặp các đội Trung Quốc và Uzbekistan, đội tuyển Việt Nam đều thua với tỷ số 0-2. Dù không gặt hái kết quả khả quan, nhưng ông Chusier đã hoàn thành hai mục tiêu, gồm đánh giá triển vọng của chiếc ly mới, đồng thời trao cơ hội cho nhiều tân binh. Những sao trẻ được đôn lên từ U 23 Việt Nam như Thái Sơn, Đình Bắc, Tuấn Tài đá đủ hai trận giao hữu. Minh Trọng, Văn Cường cũng có một trận góp mặt. Những phát hiện được ông Chusier chọn lọc từ V-League như Tiến Anh, Đức Chiến, Việt Hưng đều được thử nghiệm. Tiến Linh vắng mặt ở trận gặp đội tuyển Hàn Quốc. VFF nếu không có loạt trận giao hữu, ban huấn luyện khó thử nghiệm hàng loạt vị trí để đánh giá, sàng lọc con người cho vòng loại World Cup 2026. Sau nhiều năm chỉ sử dụng một bộ khung cố định với những cầu thủ quen thuộc, đội tuyển Việt Nam đang chuyển giao mạnh mẽ về con người mỗi vị trí đều có ít nhất từ 2 đến 3 độ tuổi cạnh tranh với nguyên tắc, người mới trẻ hơn người cũ. Cuộc cạnh tranh ngầm trong lòng đội tuyển là mục tiêu chiến lược ra người Pháp hướng đến để thúc đẩy động lực toàn đội. Với cách xào xáo đội tuyển như hiện nay, chưa thể khẳng định cái tên nào sẽ đá chính ở vòng loại World Cup 2026. Tuy nhiên, huấn luyện viên Chusier có thể trình làng đội hình mạnh mẽ và ưng ý nhất ở trận đấu với Hàn Quốc vào ngày 17 tháng 10 tới. Trước hết, trận đấu này là cứ giờ cuối cùng. Trước khi toàn đội bước vào vòng loại World Cup 2026 với chuyến làm khách trên sân Philippines vào tháng 11, trong năm trận giao hữu từ tháng 6 đến nay, huấn luyện viên Chusier liên tục sáo.